Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh. Cùng tham dự xin trân trọng giới thiệu đại diện lãnh đạo các sở văn hóa và thể thao, sở văn hóa thể thao và du lịch và ủy ban nhân dân các huyện, quận, thành phố thuộc thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Định, các tỉnh thành phố khu vực đồng bằng sông Cửu Long xin được nồng nhiệt chào mừng. Lãnh đạo và đại biểu tỉnh Kiên Giang xin được trân trọng giới thiệu ông Đỗ Thanh Bình, ủy viên ban chấp hành trung ương đảng, bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu quốc hội đơn vị tỉnh Kiên Giang. Trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Mai Văn Bình, phó bí thư thường trực tỉnh ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang. Xin được trân trọng giới thiệu ông Lâm Minh Thành, phó bí thư tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang. Chào đón sự hiện diện của ông Trần Minh Thống, nguyên bí thư tỉnh ủy Kiên Giang. Xin được trân trọng giới thiệu bà Đặng Tuyết Em, nguyên phó bí thư thường trực tỉnh ủy, nguyên chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang. Xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Thanh Nhàn, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang, trưởng ban tổ chức lễ hội. Cùng tham dự xin được trân trọng giới thiệu các vị nguyên lãnh đạo tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang qua các thời kỳ, các ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, thường trực hội đồng nhân dân, thường trực ủy ban nhân dân, thường trực ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, đoàn đại biểu quốc hội đơn vị tỉnh Kiên Giang, đại diện lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể các tỉnh, lãnh đạo các huyện thành phố thuộc tỉnh Kiên Giang, đại diện các vị nhân sĩ trí thức chức sắc tôn giáo, đại diện các dân tộc, các doanh nghiệp và nhà tài trợ, các lãnh đạo nhân dân các nơi về tham dự lễ hội, xin được nhiệt liệt chào mừng.